Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là series mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường crypto. Và vị khách mời của tập podcast tuần này là một builder có thể coi là kỳ cựu ở trong thị trường, rất nhiều trải nghiệm cũng như là rất nhiều những cột mốc rất là đáng chú ý. Và chắc không dài dòng nữa thì mình sẽ để cho vị khách mời của DeFi Discussion tuần này nói đôi lời giới thiệu về mình cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast ha. Cảm ơn em. Xin chào anh Khoa. Cảm ơn em, chào tất cả các bạn. Mình tên là Khoa. Thì mình là một kỹ sư phần mềm ở Coinbase. Mình đã bắt đầu Coinbase từ năm 2017 và đã trong thị trường cũng tương đối lâu, và cả trong thị trường lẫn trong mặt về xây dựng sản phẩm. Rồi, ok, thì chắc là nhiều anh em tham gia thị trường crypto, mà đặc biệt là cái mạng DeFi thì cũng hay sử dụng cái từ là anon á, tức là anonymous, ẩn danh á. Thì đặc biệt là những người mà đứng sau những cái sản phẩm, những người làm về kỹ thuật thì còn là những người gọi là rất là huyền bí, rất là bí ẩn á. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Khoa đi, đó là nếu như mà dùng ba từ để mô tả cái phong cách, cái gọi là cái danh tính của mình ở trên không gian web 3 đi, thì anh Khoa sẽ dùng cái từ gì để mô tả chính mình? Định danh hả? Tức là kiểu như là mô tả mình thì nếu mà cái đầu tiên mình nghĩ tới chắc là design. Anh rất là design, gần như là ép into tất cả mọi thứ mới lạ. Tức là đi gọi là khi mà có một cái product gì nó mới, tạm gọi là nó chưa được đảm bảo về mặt kỹ thuật chẳng hạn, thì mình cũng sẽ nhảy vào và mình test thử cái sản phẩm đó như thế nào. Chính xác. Thì theo mình thì mình nghĩ là ngoài chuyện đọc ra, thì cái cách nhất để học đó là mình phải bỏ tiền, hoặc là mình phải tham gia vào trực tiếp, phải trải nghiệm cái sản phẩm đó, mình trải nghiệm cái dự án đó. Thì mình nghĩ là trong crypto, tất cả mọi dự án hay tất cả mọi sản phẩm đa số đều là những thử nghiệm. Thì mình nghĩ là cái chuyện mà mình trải nghiệm những cái sản phẩm đó là mình là một trong những thành viên thử nghiệm. Thì mình nghĩ là cái chuyện đó quan trọng, nó giúp cho thử nghiệm đó, cái thử nghiệm đó có nhiều dữ liệu hơn, nó giúp nó đẩy cả một cái nền công nghiệp này đi lên. Thì tất cả, nếu mọi người thấy từ đó đến giờ, crypto đa số đều là một chuỗi các thử nghiệm. Thì đó là từ đầu tiên chắc mình sẽ dùng. Còn từ thứ hai, nếu mà mình phải nói thì chắc mình khá là nerd á. Đó là mình khi mà mình tham gia dự án gì đó thì ok, mặc dù mình đi gen nhưng mà ngoài mình trải nghiệm nó ra, mình luôn luôn gắng đọc hiểu cái mặt kỹ thuật của nó. Thì mình thấy là đó, trong crypto là một mặt kỹ thuật mà khá thú vị. Trong crypto nó không phải chỉ đơn thuần là khoa học máy tính, mà nó là một cái sự giao thoa giữa khoa học máy tính, giữa toán học, giữa kinh tế học và cả xã hội học nữa. Thì những cái đó nó giao lại, nó làm mình thấy rất là thú vị. Thì mình thích nghiên cứu về những cái mặt đó của mỗi dự án hay là mỗi cái sản phẩm mà mình trải nghiệm, hay là một cái trào lưu gì đó mới. Còn cái từ cuối cùng mình nói thì chắc là mình em nghĩ là mình tự nghĩ mình là một builder. Thì cái khái niệm builder ở đây của mình không phải chỉ là không, mình nghĩ builder khá rộng. Builder mình nghĩ đây là bất kỳ ai mà tham gia đẩy cái nền công nghiệp về crypto đi lên thì mình nghĩ gọi đó là builder. Thì đó mình là một trong những builder của crypto. Ok, thì chắc là nhiều người cũng sẽ tò mò là cái cơ duyên cũng như là cái bước khởi đầu của anh với crypto nó diễn ra như thế nào, và đâu là cái khoảnh khắc mà anh kiểu ok, tôi sẽ dành thời gian cho cái mạng thị trường này, và đây là cái thứ mà tôi sẽ tập trung trong một thời gian dài sắp tới. Thì vào năm 2017, lúc đó mình khoảng năm 2016 mình đi tìm thực tập ấy, mình đang học năm 3 đại học, thì mình đi tìm thực tập thì mình phỏng vấn cũng rất phỏng vấn và như mình được có cơ hội là mời nhiều công ty. Thì trong lúc mình phỏng vấn Coinbase, thì mình vô tình phỏng vấn Coinbase, Coinbase là một công ty mà mình phỏng vấn cái quy trình phỏng vấn nó rất đặc biệt. Ở thời điểm đó thì là mình không biết công ty này, nhưng mà mình chỉ lúc đó mình chỉ muốn
tìm cơ hội như là để mình được được code càng nhiều càng tốt. Thì khi mình lên website của Coinbase thì nó có cái nó họ không có cái trang dẫn đến một cái application dẫn đến một để mình nộp nộp đơn hồ sơ này nọ. Nó chỉ ghi cái link ghi là we sell a seat for you, tức có nghĩa là tôi có một chỗ ra chúng tôi có một chỗ cho bạn. Cái mình bấm vô đó thì dẫn đến một một cái link để mình giải một bài giải một cái bài một bài code. Thì mình nghĩ là mình chỉ làm vậy thôi và mình quên nó luôn. Thì mình làm nó tự nhiên khoảng 3 tuần sau họ nhắn tin, họ nói là họ muốn tuyển mình vô vị trí như senior ở trong đó, mặc dù đó mình chẳng đi học thôi. Cái mình nói là không mình còn đang đi học, mình chỉ muốn tìm hợp tập sinh thôi. Cái nó thì họ đẩy mình qua cái quy trình tuyển cho tập sinh của bên họ. Thì lúc đó cũng biết sự là vì nó họ còn quá bé ở thời điểm đó, ở 2016 thì cái quy trình của nó cũng cũng tương đối là lạ, đó là họ không phỏng vấn mới vào công ty mà sẽ phỏng vấn theo team. Thì thì ok, cái mình phỏng vấn với một cái team của họ thì cái interview đầu tiên của mình là interview mình ấn tượng nhất, tức là cái interview đó, một interview thì khoảng gần một tiếng đồng hồ. Thì mình nghĩ là ok thì chắc là mình sẽ code khoảng đâu đó 40 phút, còn lại 20 phút sẽ nói chuyện. Nhưng mà mình mới code, tức là mình hỏi vô thành ra thảo ra một bài cũng tương đối là ở thời điểm đó khá là dễ, và mới code mình code sẽ chỉ khoảng 50 phút thôi. Thì sau đó ảnh dành 50 phút còn lại, ảnh không có thạch câu hỏi gì hết, mà ảnh dành thời gian đó để ảnh dạy thì anh hỏi mình được biết gì về Bitcoin chưa, và ảnh dành thời gian đó để dạy mình về Bitcoin. Và mình chưa bao giờ, thật là đó là lần đầu tiên mình chưa bao giờ thấy một ai đó mà mình nói về một cái chủ đề nào đó mà dạng như là đam mê như vậy. Đam mê thật sự luôn. Ngày hôm đó mình về thì mình mới đọc về cái Bitcoin White Paper. Thật sự là mình bị hút rất là nặng, vì cái Bitcoin White Paper mình thấy nó rất là hay. Nó là một cái bài viết rất là dù rất ngắn gọn hơn, nhưng mà nó bao gồm những mặt về kinh tế, về mặt về lý thuyết trò chơi, về mặt về là số liệu, về nghĩa là xác suất thống kê này nọ, và được viết rất là chặt chẽ, và mình thấy nó rất là hay đi. Thì ok, sau đó mình có interview với họ thêm vài vòng nữa thì mình được offer. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu thêm về công ty, thì biết công ty rất là bé, và đó giờ mình cũng muốn là job stop. Thì cái mình đồng ý mình làm. Thì đó là cái cơ duyên mình bắt đầu với crypto. Thì cái mùa hè, và mình may mắn á, là cái mùa thực tập đó là mùa hè 2017. Và nếu mọi người ở trong thị trường lâu, mọi người sẽ biết mùa hè 2017 là một cái bull run cực kỳ lớn. Đó là một trong những bull run dài nhất của lịch sử của crypto. Bull run mà kéo Bitcoin từ 200 đô mà kéo dài mà đi lên đến 20 ngàn, kéo dài trong vài năm. Đó là cái khoảnh khắc mà mình đến crypto, và sau mùa hè đó mình quyết định là mình không nghĩ là mình sẽ làm ở đâu đó ngoài crypto được trong vòng vài năm tới. Vậy thì không nói về cái quy mô của Coinbase ở thời điểm đó và thời điểm chúng ta đang nói chuyện với nhau là 2023, thì có cái sự khác biệt nào giữa Coinbase của cái thời điểm anh mới join thị trường với lại cái thời điểm hiện tại này hay không? Ngoài cái quy mô thì về quy mô là cái thứ mà người ta đã gần như là người ta thấy quá rõ ràng rồi, Coinbase lên sàn rồi, Coinbase viral khắp nơi rồi, thì đâu là cái điểm khác nhau mà anh thấy được? Thật ra là mình nếu mà nói thật lòng thì nói là mình rất là nhớ Coinbase năm 2016-2017. Đó là cái điểm khác biệt lớn nhất, đó là văn hóa và niềm tin. Giờ Coinbase bây giờ họ hơi lớn và họ hơi giống như cũng thì Big Tech, một công ty công nghệ lớn như này nọ thôi. Và nhưng họ vẫn có những người hiểu và những người đam mê crypto, nhưng mà cái sự đam mê đó mình cần được cảm nhận là cái không còn cháy như ngày xưa. Những năm 2016-2017, tất cả họ đó là họ đúng nghĩa là believer, đó là họ tin crypto đến nỗi mà mình thấy rất ngạc nhiên luôn. Và những người đi truyền đạo vậy đó. Truyền đạo vậy đó. Đối với những người trong đó, thật sự là họ xem Satoshi như là một vị chúa, hay là một vị chúa gì đó, và họ xem White Paper như là một cuốn Bible, một cuốn kinh thánh vậy. Vì thật sự nếu mà sau đó mình nghe mình thấy vậy, cái họ mình hỏi họ là họ có thấy vậy không, và họ nói là họ đúng nghĩa, họ đúng là họ xem nó như tôn giáo. Tại vì nếu mà mình xem, mình nghĩ là về lịch sử của Bitcoin, nó có rất là nhiều điểm tương đồng với một tôn giáo. Người làm nó là một ai mà không ai biết, nó cũng là rất là nhiều như là truyền thuyết, hay rất là nhiều những là họ giả định là xem là người đó là ai, nhưng mà thực ra chưa bao giờ họ xác định được đó là ai. Nó cũng giống như những tôn giáo khác, là cái người họ lập ra nó được gì đó cũng hơi bí ẩn. Và lúc đó cộng đồng công ty thì còn bé, thì tất cả mọi người ai cũng biết ai, và mình nghĩ là cái sự mạo hiểm nó nhiều hơn bây giờ. Lúc đó thì công ty còn bé,
kiểu như crypto thị trường market lúc đó mặc dù là cũng tương đối, nhưng mà lúc đó là kiểu như là những chính phủ họ còn chưa có thắt chặt regulation quá nhiều, chính xác này vậy. Còn bây giờ thì có vẻ là regulation nhiều hơn, thì cũng bây giờ họ mua chậm hơn và họ cẩn trọng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Thì đó là về cái văn hóa mình thấy khác biệt giữa hồi đó và bây giờ. Anh đã trải qua có thể coi là rất là nhiều các cái chu kỳ của thị trường, có cái lúc mà nó rất là sôi động ha, có cái lúc mà nó rất là thảm họa, đặc biệt là một năm đổ lại đây thì rất là nhiều thảm họa, và có những lúc nó rất là nhàm chán. Vậy thì nếu như mà có những cái nhận định người ta cho rằng là ở cái thời điểm hiện tại á, thị trường crypto và cái ngành công nghệ blockchain thì nó đang bị chậm lại, nó đang bị bí tưởng, nó đang bị tạm gọi là không còn cháy nữa đi, thì cái góc nhìn của anh về cái nhận định này như thế nào, đứng ở cái khía cạnh là một người xây dựng sản phẩm, và nếu như thực sự anh tin là cái ngành này nó đang bị bí ý tưởng về sản phẩm chẳng hạn, thì đâu là cái lý do cho cái sự bí ý tưởng đó? Có hỏi rất hay. Thì với vai trò làm builder mình nghĩ là lúc mà thị trường phát triển, đó là thị trường mà đang là bull run hoặc là đang trong một giai đoạn mà họ đi xuống thảm họa nhiều á, thật sự lúc đó nó không phải là cái kinh khủng nhất. Tại vì như một năm trước sẽ làm ok, rất là nhiều chuyện xảy ra, rất là nhiều công ty blow up này nọ, nhưng mà khi đó sẽ là ở trong thị trường khá là vui. Còn những lúc thị trường mà cứ bình như thời điểm hiện tại hoặc là quay lại thời điểm khoảng 2019, thực sự lúc đó là khó khăn nhất đối với builder. Tại vì khi đó tìm khách hàng, đơn giản khi xây dựng sản phẩm, tìm khách hàng vừa khó và rất là dễ mất niềm tin. Đối với những builder mà cảm giác là họ không biết là họ rất là khó để khách hàng, hoặc là cảm giác mất niềm tin là cảm giác kinh khủng nhất. Còn cảm giác là thị trường nó chỉ cần biến động kêu lên hoặc xuống là cái lúc nó còn đỡ. Thì đó, đối với mình ở đây ở trong thị trường này được vài năm thì mình thấy là cái chuyện bí ý tưởng đó á, đối với mình á, thì là cái quan trọng nhất á, đó là cái cơ sở hạ tầng infrastructure của mình vẫn đang ở trong cái infrastructure phase để mà build được những cái ứng dụng mà có utility hữu ích. Thì anh nghĩ là cái infrastructure của nó phải là vững, và mình nghĩ là mình đã nhận tất cả những, có rất nhiều công nghệ vẫn đang trong quy trình phát triển về infrastructure, cả về, như là mình nghĩ nếu mà mọi người đang nhìn thấy là về scaling, về như là GKP hay tất cả những cái thứ đó đều là infrastructure, ngay cả những cái mà họ thường đang phát triển như là cloud structure này nọ, đối với mình đó là đang là những cái infrastructure mà khi những cái đó sẵn sàng thì những cái ứng dụng mà thực tế mà mang lại đến đối với người dùng cuối, người ta mới có thể sử dụng được với trải nghiệm tốt. Thì mình nghĩ là đối với builder phải kiên nhẫn để xây dựng cái mảng hạ tầng thật là vững chắc trước. Cho nên là cái mình nghĩ là cái lý do là có thể là cái hạ tầng nó chưa sẵn sàng để người ta có thể để nghĩ ra những ý tưởng lớn trên blockchain. Và mình tin chắc là nếu những hạ tầng đó khi đã được build out và khi đã được sẵn sàng rồi đó, thì nghĩ là những ý tưởng lớn họ sẽ tới. Một lúc đó thì nói chung là nếu là ở trong crypto á, nên vẫn đang đợi cái gọi là cái iPhone moment, cái là cái khoảnh khắc iPhone của crypto, và mình nghĩ nó sẽ tới thôi. Tức là bây giờ là người ta cảm giác là bí tưởng là vì cái thứ mà trực tiếp tương tác với người dùng á, nó chưa có đủ yếu tố để nó thực sự nó bùng nổ. Và khi mà cái user interface, cái trực tiếp mà tiếp xúc với người dùng nó không quá là thu hút, thì người ta cảm giác là thực sự cái ngành này nó không có innovate, nhưng mà thực ra là ở dưới thì vẫn có những cái tinh chỉnh nhỏ nhỏ đó, đúng không? Đúng rồi, thì chính xác như vậy. Thì và mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà tất cả ứng dụng có thể, những ứng dụng có thể mang trải nghiệm tốt và có thể thay thế được những cái công nghệ lỗi thời hơn á, thì nghĩa nó sẽ đến một lúc nào đó mà rất là bất ngờ, chứ không phải là đến từng áp mà sẽ là đùng cái và tất cả mọi thứ nó sẵn sàng. Anh có nói về cái câu chuyện là hạ tầng á, thì ok, chúng ta sẽ đề cập đến một cái từ khóa nó thời sự hơn một xíu đi, đó là cái layer 2 Base mà Coinbase họ vừa công bố cách đây khoảng 1-2 tháng gì đó. Thì từ góc nhìn là một người đã từng chạm tay vào những cái dòng code ở dưới hạ tầng, trực tiếp build những cái sản phẩm liên quan, thì anh nghĩ Base nó có cái lợi thế cạnh tranh gì, và nó có cái sự khác biệt gì so với các cái giải pháp Layer 2 tương đương
và nhấn mạnh một cái chỗ này là để gọi là chia sẻ với các bạn đang nghe podcast, là khi mà mình gửi câu hỏi qua cho anh Khoa đó, là cái chỗ mà gọi là mình có bôi đậm lên á, thì mình có nhắc với anh Khoa là bây giờ ngoài những cái thứ mà đã có ở trên documentation, ngoài những thứ mà đã có ở trên tài liệu mà đã công bố ra cho mọi người, thì từ góc nhìn của một người đã trực tiếp build, thì Khoa thấy cái sức mạnh và cái lợi thế cạnh tranh đó nằm ở đâu? Tại vì cái này là một cái thứ mà không phải ai cũng có cái cơ hội để có thể cảm nhận được và nhìn ra được cái sự khác biệt đó. Thì rất là muốn nghe những cái chia sẻ của anh Khoa về vấn đề này. Ok, thì cũng nói rất vui đó, là đó mình thấy ở trên Twitter á, lúc mà Base vừa ra mắt á, hiện có cái câu nói, có một người họ post, họ so sánh Base với lại BSC. Thì họ nói cái này, họ nói là Base là BSC nhưng mà dành cho người phương Tây. Đọc đó và mình cười rất là nhiều. Kiểu như là nói là đó là BSC mà dành cho người phương Tây vậy á. Oh. Thì nói chung là về mặt kỹ thuật đi, thì Base được build trên OpenStack. Thì mình nghĩ đó là một lựa chọn về mặt kỹ thuật khá là hợp lý. Mình là một big fan của OpenStack. Mình nghĩ nó là một trong những cái stack mà cái hay của nó là nó rất là modular, đó là nó là nhiều mảnh ghép lại với nhau, và nó có nhiều layer, có nhiều lớp. Với mỗi lớp đó thì người ta có thể chọn cái công nghệ phù hợp để gắn vô, và mình thấy cái đó như chơi Lego như vậy, và mình thấy nó rất là thú vị. Về mặt kỹ thuật của Base thực sự thì bây giờ còn tương đối mới, thực sự nó nói thẳng là tương đối sơ khai, nó đang vừa testnet và cũng vẫn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà cái lý do mà mình nghĩ là lợi thế của Base đó là họ muốn dùng một cái decentralized network như là Base như thế này để họ có thể đột phá, họ có thể mang những cái gì đó mới nhất càng nhanh càng tốt, mà không có phải đợi những cái consensus phức tạp như ở trên Ethereum hay là những cái blockchain khác. Tại vì những blockchain khác thực sự là họ decentralized hơn, thì đương nhiên họ phải qua vote, phải qua snapshot này nọ. Còn đối với Base thì họ decentralized hơn một tí, nhưng mà họ có thể innovate và họ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Mình nghĩ thôi là cách mình hiểu của mình đó là Coinbase, họ nhìn Base không phải sẽ thắng về mặt kỹ thuật, nhưng mà đơn giản mà thắng về hai mặt. Một là mặt UX, họ với một block time thấp hơn nhiều so với một vài layer 2 khác, đó là thời gian của một block ấy, thì ngắn hơn so với thời gian để tạo một block mới thì ngắn hơn so với vài layer 2 khác. Và về một mặt nữa đó là họ muốn biến Base thành một blockchain người ta có thể mua trực tiếp từ tài khoản ngân hàng mà chuyển thẳng lên một blockchain, thay vì là phải thông qua tài khoản centralized. Thì mình tưởng tượng ra sau này khi mà mình mua bất kỳ một USDC hay mua gì đó, là khi nó sẽ vô thẳng ví nên custodial của mỗi người. Thì đó là cái tầm nhìn của Base, họ muốn như vậy. Thì đó là cái sự phân phối, cái distribution, đó là cái lợi thế của Coinbase, của Base trong cái hệ sinh thái Coinbase. Anh có nghĩ là những cái giải pháp mà kiểu như zero knowledge roll up á, tức là dạo gần đây thì nó còn ra thêm một cái nhánh nhỏ nữa là cái zkVM á, thì anh nghĩ những cái product này nó có phải là thách thức, hay là nó gần như là cái gọi là nó thay thế những giải pháp kiểu như optimistic không, tức là như Base với lại optimism hay không? Câu hỏi của mày thì sự là optimism họ lựa chọn con đường là lựa chọn hướng đi roll up optimistic, nhưng mà với cái OP stack á, thì là trong cái layer của consensus đó, thì là đó là đó có cái layer đó thì là do mình lựa chọn, tức là ai cũng có thể tháo KBS fault proof, thì ai cũng có thể tháo phần nó ra và gắn một cái zk proof vô đó để biến nó thành một gần như là một cái zk roll up. Tức là theo em hiểu là cái bộ công cụ đó nó không cố định là optimistic, mà cái bộ công cụ đó có thể bẻ ra và người ta có thể gắn nếu như mà ai mà muốn quay xe qua bên zero knowledge thì có thể dùng cái bộ công cụ đó và tinh chỉnh một vài thứ, và họ sẽ có một cái zk roll up. Chính xác luôn. Đó là mình nghĩ là đây là đơn giản chỉ là một những cái cục logo xếp chồng lên nhau,
và nếu một cụm logo đó mình thay muốn thay thành màu xanh thành màu đỏ thì mình chỉ tháo ra và gắn bản cục khác vô thôi. Thì đó cũng là lý do lớn tại sao Base chọn chọn OpenStack để build on, bởi vì nó rất là dễ để thay đổi một thành phần qua một công nghệ khác. Sau này nếu mà có gì đó, một công nghệ gì đó mà nó phát triển hơn nữa thì cái chuyện thay thế nó cũng rất là đơn giản. Chắc là mình sẽ nói một xíu về cái domain chính của anh Khoa đi, tại vì tại vì mọi người follow khá là nhiều những cái thông tin liên quan đến DeFi, và cá nhân em cũng vậy, tức là mình sẽ follow những cái thông tin liên quan đến DeFi, follow những cái thông tin liên quan đến layer 1, layer 2, các cái hệ sinh thái blockchain. Thì cá nhân em thì nói chung là cũng tập tành về NFT thôi, cũng không biết gì gọi là quá chuyên sâu về NFT và gần như là một con số 0 với cái mảng thị trường này. Còn anh Khoa thì hiện tại là đang gọi là chịu trách nhiệm build một vài các cái sản phẩm liên quan đến NFT tại Coinbase. Thì em cũng thắc mắc là tại sao anh lại tập trung vào một cái mảng mà nó khá là lạ, nó khá là sơ khai như là NFT, và anh nhìn thấy cái điều gì đặc biệt ở cái công nghệ này, tạm gọi là cái công nghệ đi. Chính xác, đối với mình thì NFT là một công nghệ. Khi mà đến NFT á, mọi người đa số đều nghĩ đó đến kiểu như là đến PFP, đến profile picture, đến những hình ảnh, đến kiểu như boy ape hay này nọ. Nhưng mà thật sự là đối với mình thì đó đến giờ mình luôn nghĩ NFT là cũng gì đó lớn hơn nghĩ rất nhiều. Đó là cũng gì đó mà nó duy nhất, và đây là lần đầu tiên người ta có thể sở hữu gì đó duy nhất trên blockchain và thật sự là sở hữu nó. Đối với mình cái tiềm năng của NFT nó rất là lớn. Nó nếu mà mình có thể bridge over được những cái gọi là những cái thế giới bên ngoài, nếu có cái đó để mình bridge cái đó, cái mặt duy nhất bây giờ mình ngăn chặn chuyện đó là regulation, những cái quy định này nọ nó chưa có rõ ràng để làm chuyện này. Nhưng mà nếu mọi người được nhiều nghĩ đa số tất cả mọi thứ mọi người được cái identity cho đến mọi thứ mọi người sở hữu ở trên internet đều có thể trở thành một NFT. Nó trở thành gì đó mà mình có thể sở hữu, mình có thể chuyển giao. Tại sao khi mình mua một cái email, hay đơn giản hơn là sao, tại sao khi nào mình có một cái email, giả sử như bây giờ có ai đó họ muốn đổi cái đó với mình, họ muốn mua cái đó từ mình, tại sao chuyện đó không có phép xảy ra? Hoặc đơn giản cái chuyện tại sao chuyện mua bán một cái domain bây giờ phí rất là cao và luôn thông qua bên nhân thứ ba, và sự là cái chuyện mình mua bán những cái này hiện giờ còn rất là khó khăn. Tại sao giả sử như bây giờ mình sở hữu một domain đó là khoa.com đi, bây giờ giả sử như người ta khác muốn mua mình thì họ phải làm sao? Tại sao những cái này đúng ra nếu mà có thể được tokenize thành những NFT để có thể được giao dịch thì mọi thứ nó sẽ ở cái giao dịch đó sẽ trở nên hiệu quả rất là nhiều. Mình sẽ bớt bỏ được bên những cái bên thứ ba hoặc những cái chuyện lừa đảo thông qua giao dịch những món đồ như thế này. Ngay cả những cái chuyện như ngày xưa, thật sự là mình nếu hồi xưa lúc mình học cấp 2 mình chơi game rất là nhiều, và cái chuyện mà mua đồ chơi game hay là mua bán giao dịch này nó khó và nó mang tính chất rủi ro lừa đảo rất là nhiều. Thì nếu tất cả cái này vẽ được, nếu cái này có thể được những cái món đồ đó có thể được tách ra thành NFT và có thể được giao dịch thông qua những cái hợp đồng thông minh, thông qua smart contract, thì mình nghĩ là mọi thứ giao dịch ở trên internet nó sẽ trở thành rất hiệu quả và an toàn. Hồi nãy anh có đề cập cái crypto này nó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, nó không chỉ là tài chính mà nó còn có cái yếu tố xã hội học trong đó. Thì em khá là tò mò đó là với cái NFT này nè, thì người ta đang xem nó như là một cái công cụ để gain profit nhiều hơn. Tức là trong một cái xã hội chẳng hạn, một cái nhóm chẳng hạn, thì có một cái collection nào đó thì người ta sẽ có xu hướng nhìn cái này nó như là một cái công cụ để gain profit, và có thể maybe nếu được giá thì sẽ flip lên đầu nhau chẳng hạn, kiểu vậy. Thì em tò mò là có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hay không, tại vì ok, chúng ta đồng ý với nhau là NFT nó có một cái use case là nó độc nhất và nó thể hiện cái ownership của mỗi người, nhưng mà hình như là khi mà đem cái đó và gắn vào một cái group, một cái nhóm hoặc là một cái xã hội thu nhỏ chẳng hạn, thì có vẻ cái tính gọi là ownership nó không được đặt nặng lắm, và cái thời gian người ta own một cái thứ gì đó nó không quá quá lâu á. Thì anh nghĩ đâu là cái hướng đi cho cái vấn đề đó? Cái này anh có thấy, nếu mà
mình anh nghĩ thì chỉ có một cái team duy nhất mà làm cái này tương đối thành công mà người ta có giữ để người ta có thể giữ được gì đó được nó lâu hơn so với những cái bộ NFT khác. Và bộ ép nếu mà về tại sao như vậy, bởi vì đối với và phân nữa sẽ là những người họ mua phân họ ít trade hơn so với những bộ NFT collection khác. Tại vì đối với họ về mặt xã hội luôn, theo anh thấy nếu mà mình thấy kỹ thì bộ ép và phân cái crypto phân cái đó nó không ý nghĩa là nó tại vì nó quá mắc rồi thì nó những người họ mua cái đó đối với họ đó là một địa vị xã hội, đó là một cách để họ thể hiện cái địa vị cái gọi là cái social status của họ trên blockchain trên internet cho thấy là mình quyền lực mình có tiền đó là do tại sao mà những người đó họ những người mà nếu mà nghĩ có những người họ đặt tên của họ theo những cái báo luôn như là em có thấy Gary Tan xe cái bộ ép Gary Tan có xe Gary Tan và rất nhiều người vẫn để bộ ép cảm giác có những người mà họ đi cái thứ đó nhưng mà có một anh lại sao lại quên mất được nhưng mà đúng rồi nhưng mà có một cái anh đó đây là phân gì đó mà anh luôn luôn anh luôn gọi anh là một cái tên đó luôn và không ai biết anh đó là gì thì nói chung đối với họ đó là điều về xã hội đối với họ là có một cái vé để vào một cái club mà rất là riêng biệt rất là exclusive rất là khó vào như premium á vậy chính xác là kiểu như premium membership á và họ trong một cái cộng đồng như vậy thì anh nghĩ không có nhiều bộ collection làm được chuyện đó. Đơn giản anh nghĩ lý do là do họ bí ý tưởng làm sao để mang lại tính hữu ích hay utility đến cho những holder. Cho nên đối với các holder họ chỉ flip thôi bởi vì họ không mấy lợi ích từ chuyện cầm những cái đó. Và thực sự là nếu với mặt về mặt NFT mà chỉ là PFP mà là profile pic thôi á thì sẽ rất là khó để có nhiều bộ làm được như là Yuka Lab hay này nọ nên anh nghĩ là nếu mình sẽ thấy có lẽ mình sẽ thấy được một ít như vậy thôi, còn lại đa số anh nghĩ là đa số những NFT NFT collection sẽ fail, chỉ có một số là sẽ thắng trong đường dài thôi. Bây giờ sẽ đặt trường hợp là anh Khoa sẽ là một người đi truyền truyền đạo NFT đi. Và em là một cái người mà rất là hoài nghi về NFT ha. Rất là gọi như là chưa hình dung gì về cái mạng này. Và anh Khoa sẽ gọi như là dùng một cái câu nào đó để kiểu em phải follow cái ngành này, em phải dành thời gian để nghiên cứu cho cái ngành này và em phải bỏ có thể là tiền ra để vọc vạch cái ngách này. Thì nếu chỉ được dùng một câu để truyền cái đạo đó thì anh Lan Qua sẽ dùng từ gì, dùng câu gì? Cái này khó quá. Nhưng mà giống như cái hồi mà anh đi phỏng vấn Coinbase làm sao để mà một phát là cái người kia sẽ bị gọi là bị thuyết phục luôn. Ok, để suy nghĩ một tí xíu nha. Thật sự rất là khó. Ok, để giải thích một tí xíu. Tại vì đối với anh á, NFT á, khi tham gia vào nó, anh nghĩ trước hết là mình phải thấy là mình vui. Mình thích nó. Và kiểu vui thích là kiểu là mình thích mình thích cái cộng đồng hay này nọ. Và đặt profit về sau thì mình sẽ tận hưởng cái trải nghiệm đó hơn. Đó là anh nghĩ vậy. Còn nếu mà để thuyết phục một người mà trải nghiệm đặc biệt trong thị trường hiện giờ thì nghĩ là hơi khó. Em nghĩ là cái yếu tố vui thì nó đủ sức thuyết phục á, tại vì tụi em làm podcast thì cũng thích thì làm cho vui chứ cũng quan trọng là cái trải nghiệm khi mà mình thực sự mình đi qua những cái thứ đó đúng không? Nó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta có một cái điểm. Nếu có một cái này, nếu mà có một câu mình nói được kinh nghiệm của anh thôi, tham gia NFT á là một cơ hội để mình gặp được những người bạn mà rất là đặc biệt. Thật sự là như vậy. Nó không giống như là DeFi này nọ, nhưng mà NFT là cơ hội để tham gia một cộng đồng đó, mình gặp mình nói chuyện với những người bạn rất là đặc biệt, rất là thú vị. Họ có góc nhìn về nghệ thuật, họ có góc nhìn về cuộc sống thú vị. Và mình gặp được rất là nhiều loại người trong đó và những người bạn đó rất là đặc biệt. Thì đó, mình nghĩ đó là cái bài học, đó là cái gì mình rút mình trải nghiệm được cái đó. Anh nghĩ đối với anh đó rút rồi kia. Yeah.
That's cool. Chắc là em cũng muốn nghe anh chia sẻ một xíu về cái trải nghiệm tham gia build một cái sản phẩm. Nếu như mà từ cái trải nghiệm của anh đi, thì ví dụ như build ở một cái định chế, một cái tổ chức mà nó có cái yếu tố tạm gọi là centralized, tạm gọi là tập trung, thì nó sẽ khác biệt như thế nào với lại một cái tổ chức nó decentralized, nó phi tập trung hơn? Và cụ thể trong cái mạng mà anh đang tham gia build đi, là NFT, thì có cái trải nghiệm nào mà anh thấy có cái sự gọi là cái sự khác biệt giữa hai cái này không? Khá hay. Anh nghĩ là cái trải nghiệm build á, ở một cái product mà nó centralized hơn một chút xíu, nó hơi centralized á, thì là những cái yếu tố mà người ta phải nghĩ về nó khá là khác. Thật sự là xưa, ok, khi mà nghĩ về cái build một sản phẩm như là ví dụ như một cái NFT marketplace đi, với một công ty như là decentralized, thì anh nghĩ là họ có thể move nhanh, họ có thể move nhanh hơn. Họ có thể có những yếu tố họ không có cần phải quá khắt khe về nhiều thứ. Đương nhiên vẫn là liên quan, vẫn là security vẫn là số 1. Nhưng mà đối với decentralized, cái security nó nằm ở mặt smart contract. Đối với một centralized thì là nó cái security đó nó nằm ở những cái hệ thống mà mình build, hoặc là nó nằm và nó có một cái tiềm ẩn rủi ro về gọi là insider threat, đó là những cái rủi ro nội bộ, đó là từ những người build trong công ty. Họ có thể, nếu mà họ có thể gắn một cái malware, họ có thể gắn những cái đó mang chất phá hoại vô trong sản phẩm, thì đó là những cái góc nhìn về mặt kỹ thuật. Còn về mặt hoặc là đơn giản thôi, build một sản phẩm decentralized thì nghĩa là cái từ lúc mà build tới lúc mà đi ra sản phẩm bên ngoài, anh nghĩ là tốc độ nhanh hơn. Centralized thì chịu ảnh hưởng của regulation, hoặc là chịu ảnh hưởng bởi những cái điều khoản về sự chi phối của chính phủ nhiều hơn. Khi anh build hết nghĩ, ok, chứ anh build một cái gì đó, họ đã mua, họ đã bán, họ đã vô là xem profile, xem một cái ví của họ có những NFT gì là xong cái gì. Nhưng mà ra những cái hệ thống đằng sau về mặt vận hành đó, là rất là phức tạp. Từ khi đó, Coinbase, lúc mà anh build cái marketplace cho NFT cho Coinbase, lý do tại sao mà Coinbase ra cái marketplace trẻ như vậy và thua trong chuyện giành market share, đó là do họ phải dành quá nhiều thời gian để build một cái team dành về operation. Họ làm cái gì? Đơn giản là cái team đó vài trăm người, cái nhiệm vụ của họ đó là nếu có NFT ở đó mà được post lên mà là hình ảnh của nó là hình ảnh dạng như là hình ảnh tệ, hình ảnh khủng bố, hình ảnh mang nội dung xấu, hình ảnh mang này nọ, thì họ phải tháo xuống ngay. Và họ phải có cả một đội ngũ ngồi đằng sau sẵn sàng để giả sử như có một tấm hình nào được up lên mà bị gắn cái mác đó, thì họ phải gỡ xuống một cách rất là thủ công vậy luôn. Thì anh nghĩ là đối với sản phẩm decentralized thì họ ít phải lo về những mặt đó hơn, thì họ có thể trung vào sản phẩm, họ có thể move nhanh rất là nhiều. Thì đó là cái trải nghiệm của anh. Ok, cái đó là cái khía cạnh về kỹ thuật về vận hành. Nhưng mà em tò mò cái khía cạnh nó hơi, tức là khi mà build một cái sản phẩm á, thì em nghĩ là ngay từ cái ngày đầu tiên á, thì cái yếu tố gọi là business nó sẽ phải somehow nó sẽ phải được cân nhắc, tức là làm sao để cái product này từ cái ngày đầu tiên build thì nó sẽ market fit, và nó khi mà launch một cái thì sẽ có được user nó đón nhận. Thì đối với những cái project kiểu như trong một cái tổ chức lớn á, thì cái vấn đề funding nó sẽ không phải là vấn đề quá lớn, quá gánh nặng. Nhưng mà cái tạm gọi là một cái dự án nó indie đi, tức là nó kiểu nó hơi underground một xíu, thì cái vấn đề mà làm sao để có được cái người dùng đầu tiên, cái người dùng trả tiền đầu tiên cho cái sản phẩm đó, thì nó sẽ là một cái áp lực nó từ ngày đầu tiên luôn, tức là từ cái day one của cái product đó luôn. Thì anh Khoa có cái gọi là có cái lời khuyên nào cho những cái dự án kiểu như thế này, khi mà họ sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều từ những cái bước ban đầu khi mà cái sản phẩm nó hình thành, làm sao để có được cái first paying customer đó? Cái đó rất hay. Tức là đối với ở cái công ty lớn thì cái sự phong phú của nó là gần như có sẵn. Giả sử như là
đối với công ty như còn biết như sẽ còn về scale up sản phẩm mới thì họ biết ngay đầu nhất ban đầu họ sẽ có một ít người xài, họ sẽ có người xài rồi, họ chỉ việc gắn cái quảng cáo đó vô trong chính cái app, hoặc là họ push notification, họ gửi cái email đến những khách hàng đã có của họ, là họ sẽ những người trải nghiệm thử sản phẩm của họ ngay. Đối với những sản phẩm indie hay những sản phẩm mà ok, những cái team nhỏ hơn, những sản phẩm mà build từ mới, những cái team hoàn toàn mới thì là cái bài toán phân phối là bài toán mà đầu bài toán rất khó, là bài toán khó. Cái lời khuyên của anh là anh nghĩ là trước hết cố gắng làm sao mà xây dựng một sản phẩm nào đó mà bản thân những builder sẽ là những người xài đầu tiên, những người họ nghĩ là họ cần, họ sẽ xài. Sẽ rất khó để xây dựng một sản phẩm mà mình không phải là một khách hàng trực tiếp, tại vì mình sẽ không hiểu và mình không có mình sẽ không có đủ cái trải nghiệm, mà mình không có đủ cái đam mê để làm chuyện đó. Đó thì đó là cái suy nghĩ. Và cái thứ hai á, anh nghĩ á là cố gắng tìm một tập khách hàng từ là bạn bè họ trên internet, chỉ cần nhỏ thôi nhưng mà trung thành, không cần tìm không cần cố gắng là có thật nhiều khách hàng ở lúc ban đầu, nhưng phải cố gắng có thật ít khách hàng chất lượng, những khách hàng trung thành. Và những khách hàng đó là những khách hàng sẽ cho mình rất là nhiều lời khuyên, nhận rất là nhiều feedback về sản phẩm ở giai đoạn ban đầu để mình có thể cải thiện tốt hơn trước khi mà mình có nhiều khách hàng hơn. Đó là lời khuyên anh, nghĩa là khổ là nếu sản phẩm mình thực sự là rất là xịn sò và mình có người phốt thì mình có thể tung ra nhiều khách hàng ngay từ ban đầu. Nhưng mà anh nghĩ là cái con đường sẽ hợp lý hơn đối với đa số các startup á, về sát crypto á, là tìm một lượng nhỏ khách hàng và thật sự trung thành. Đó là câu chuyện đó cũng là câu chuyện bắt đầu đối với OpenSea. OpenSea thì là họ làm được 2018, nhưng mà có câu chuyện bây giờ là công ty OpenSea thì định giá hơn 10 tỷ đô, nhưng mà có câu chuyện nhiều người không biết. Đó là Compass Venture là một trong những investor đầu tiên của OpenSea ở điểm 2018. Nhưng mà đến cả sau khi OpenSea có mặt khoảng 2-3 năm thì lượng khách hàng, thì cái lượng user của họ á, chỉ là vài trăm user một ngày thôi, là rất ít. Nếu một người bình thường á thì họ đã bỏ cuộc và họ đã chuyển sang cái trường khác rồi. Cái lý do mà OpenSea họ vẫn tiếp tục build và họ phát triển như ngày hôm nay á, đó là vì những cái user của họ tuy ít nhưng mà họ rất là trung thành. Đó là những user mà họ mua đồ trong game lúc đó, mặc dù là chưa có nhiều game ở trên blockchain, nhưng mà mặc dù nó rất có ít, nhưng mà những user đó họ rất trung thành, và OpenSea là duy nhất họ đến để họ tìm mua những món đồ đó. Và cái sự trung thành của những user đó nó giúp cho cái team, và giúp cho những người founder có cái niềm tin là một ngày nào đó khi mà cái thị trường đủ lớn thì sản phẩm nó sẽ lớn. Chỉ là hiện giờ cái thị trường nó chưa đủ lớn thôi. Thì đó là cái cảm nhận của anh. Anh có cái gọi là có một cái criteria, một cái thang đo nào đó để biết, hoặc là maybe là trực giác thôi cũng được, là một cái sản phẩm nào nó đủ để được launch ra thị trường, tức là nó không quá là trễ để nó kịp gọi là thu nhận những cái feedback từ những cái tập người dùng trung thành với cái product đó, mà nó cũng không quá quá sớm, tại vì khi mà sớm á thì đôi khi là cái timing nó chưa phù hợp, thị trường nó chưa đón nhận thì anh có cái, tức là tạm gọi là có một cái tiêu chuẩn gì đó để quyết định xem là mình sẽ launch cái product đó như thế nào. Để launch product thì mình nghĩ là sẽ có hai mặt, một là chức năng, hai là trải nghiệm. Chức năng á thì là phải tương đối đầy đủ. Tương đối đầy đủ ở đây là người ta có thể thực hiện những cái công việc cơ bản và làm cái chuyện họ cần làm. Họ là đủ để họ làm những chuyện họ cần phải làm. Họ đương nhiên là nó có thể là những cái chức năng mà hiện đại hơn thứ hai là chưa có, nhưng mà nếu là những cái nhu cầu cơ bản là phải có đủ. Còn về mặt mà trải nghiệm về UI UX á, thì anh nghĩ là đối với sản phẩm mới thì chuyện đó chưa quá cần thiết. Đương nhiên là nó cũng quan trọng, nhưng mà cái chuyện đó nó chưa quá cần thiết. Nếu đó đặc biệt đối với sản phẩm hoàn toàn mới, đây là ý tưởng mới, một ý tưởng mà chưa có được validate và đối đầu mới so với với người dùng, thì anh nghĩ cố gắng phải ra mắt càng sớm càng tốt. Còn chỉ khi nào mà mình ra mắt một sản phẩm mới nhưng mà đó là ý tưởng cũ, chỉ là mình cố gắng cải thiện từ ý tưởng đã cũ rồi, ý tưởng đó đã được validate là ok, đấy ý tưởng đó là ý tưởng tốt, có khách hàng, mình chỉ muốn làm sản phẩm tốt hơn, thì khi đó mình cần dành thời gian để tạo sản phẩm chỉnh chu hơn. Và mình nghĩ khi đó mình chỉ nên ra mắt khi mà sản phẩm của mình tốt hơn rất nhiều lần so với sản phẩm hiện tại trên thị trường. Nếu mình ra mắt lần đầu tiên, mình ra mắt, cái khởi điểm ra mắt là điểm quan trọng.
nếu thời điểm nếu mình ra mắt sản phẩm, mình ra mắt sản phẩm mà ở điểm đó đã có nhiều sản phẩm trên thị trường mà mình chỉ thua hoặc mình chỉ không có hơn nhiều so với những sản phẩm phổ biến hiện tại á, thì những khách hàng họ sử dụng xong họ sẽ quên được ngay và họ sẽ rất khó để họ để kêu họ trải nghiệm cái của mình lại. Thế sau này ngay cả đối với anh là một người thích trải nghiệm app hay là trải nghiệm phần mềm mới á, đâu trải nghiệm phần mềm á, anh thích trải nghiệm những cái gì đó mới hơn. Anh khi nào mà anh dùng cái gì đó rồi anh không thích, xong đó sau này anh sẽ quay lại anh thử nó lại luôn, mà là anh thử cái gì đó cái phần mềm mới ra mắt, mình kể thử nó ra đó là sao. Thì đó là cái trải nghiệm của anh, thì đó là cái trải nghiệm của anh. Vậy là tính năng và trải nghiệm của người dùng. Ok, thì chắc là câu hỏi tiếp theo sẽ zoom về phía tương lai nhiều hơn. Trong thời gian tới thì ngoài NFT, tất nhiên là phải ngoài NFT rồi, tại vì anh Khoa là tập trung build mạng NFT, thì ngoài NFT thì anh nghĩ đâu sẽ là những cái mạng thị trường mà nó có tiềm năng và nó tạo ra một cái UX, tức là một cái trải nghiệm mới cho người dùng mà người ta cảm thấy là wow, cái này nó mới nè, cái này nó tạo cho tôi một cái sức thu hút, một cái cảm xúc mới. Tại vì thời gian gần đây thì cá nhân em khi mà theo dõi thị trường thì thấy mọi người nói rất là nhiều các cái từ khóa, mọi người nói từ cái account abstraction nha, thì Coinbase hình như cũng có một cái project gì đó liên quan đến cái định dạng ví này, rồi những cái ví dụ như là những cái mạng xã hội phi tập trung, những cái tên miền, rồi những cái thậm chí là còn nhiều cái hạ tầng liên quan đến bridging, cross-chain, các thứ. Thì với em á, thì khi mà theo dõi thị trường như vậy thì khá là loạn, tức là không biết là mình sẽ focus vào mình theo dõi cái mạng nào. Thì với anh Khoa, với kinh nghiệm là một người đã từng làm những cái sản phẩm kỹ thuật, anh nghĩ như thế nào về thời gian tới, đâu sẽ là những cái nơi mà sự chú trọng về mặt kỹ thuật cũng như là cái trải nghiệm người dùng nó sẽ được cải thiện hơn đó. Có một cái mà ở cái bear market này anh thấy rất là khác bear market lần trước á, đó là mặc dù là bear market nhưng mà nếu mà nhìn vào số lượng builder, số lượng gọi là developer activity ở trên mà trong crypto á đều đang tăng, tức là mình sẽ thấy rằng là số lượng builder trong crypto mặc dù trong bear market nhưng mà số lượng builder không có giảm. Thì cái đó là cái anh thích và anh thấy là những cái builder bây giờ đều đang làm trên những cái lĩnh vực đều rất là thú vị. Thì và nếu mà phải chọn một thứ á, thì sẽ nghĩ là khó cái số gì đó mà cái gì đó anh rất là thích. Và anh nghĩ là về mặt bảo mật security của các ví hay này nọ nó đều còn hơi khó cho người xài. Cho người xài bình thường mà không có quá rành rõ về công nghệ thì anh nghĩ nó cần phải được đơn giản hóa rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà phải chọn một thứ thì bản thân anh thì anh thích cái sự anh thích DeFi và anh thích NFT, anh thích gì đó mà nó giao thoa giữa DeFi và NFT thì đó đối với anh đó sẽ là và thậm chí là có liên kết với ngoài đời. Đối với anh đó là real world asset, thì làm sao mà mình mang real world asset trên blockchain và make it tradable. Anh nghĩ cái đó nó sẽ thay đổi rất nhiều ngành công nghiệp, từ địa ốc cho tới từ bất động sản cho tới nhiều ngành nghề khác. Thì thì đó nếu mà anh nghĩ cái đó là cái mà anh mong chờ những cái công ty hay là những cái sản phẩm dự án làm về cái đó trong thời gian tới. Cái đó khó, anh nghĩ là nó là về mặt kỹ thuật, nó là luôn về mặt về hơi cũng hơi gọi là chính trị về mặt gọi là regulation đấy, chính xác lại là cái câu chuyện lại là câu chuyện regulation. Anh nghĩ là chỉ khi anh nghĩ sẽ là bài điểm các mọi người đều phải thừa nhận, đó là bài toán regulation là bài toán mà cái ngành công nghiệp crypto cần phải chung tay nhau để thắng được để chiến thắng được regulation, đó là phải chiến thắng trong mảng regulation thì khi đó cái ngành này nó mới đi xa được. Thì mình phải chấp nhận chuyện đó. Thì anh nghĩ anh nhìn đọc cái mạng đó và anh thấy là đó, nếu mà cái đưa gọi asset mà thành công á thì sẽ biết hiểu được rất nhiều bài toán nhỏ, những bài toán mà nó sẽ đẩy cái ngành công nghiệp đi lên. Hồi nãy anh có nói về cái sự giao thoa giữa DeFi, NFT và các cái tài sản ở ngoài đời thực, thì em cũng tò mò là anh nghĩ như thế nào về cái sự giao thoa giữa crypto với lại những cái ngành
công nghệ mới. Ví dụ như chúng ta có thời gian gần đây thì cũng khá là nhiều người nói về cái AI á, thì rồi những cái ví dụ như những cái về manufacturing, tức là những cái sản xuất mà nó về gọi là sản phẩm kỹ thuật mà nó gọi là physical á, thì anh nghĩ như thế nào về cái sự giao thoa đó? Và hình như là anh Khoa cũng có một thời gian làm về data đúng không, thì cũng muốn biết là cái sự giao thoa giữa crypto với những cái kỹ thuật đó, những cái hạ tầng đó thì nó sẽ trông như thế nào, và anh nghĩ cái sự giao thoa này nó sẽ diễn ra như thế nào. Khá thú vị, mặc dù là anh rất là trông chờ vào cái sự kết hợp giữa anh cũng rất là fan của AI. Ở thời điểm hiện tại anh nghĩ là cơ sở hạ tầng của cả hai nó chưa có đủ để có thể kết hợp lại với nhau. Nhưng mà nếu mà giả sử như nếu mà anh nhìn thì anh nghĩ là một tương lai nào đó khi mà cơ sở hạ tầng về decentralization, về storage, về mảng storage hay về mảng compute á, mà nó có thể phát triển hơn nữa, thì mình có thể thấy sự giao thoa đó sẽ vào nhiều hơn. Ví dụ là người ta có thể mượn compute, đó là cái mượn compute power của những máy tính khác để train AI model chẳng hạn, hoặc là đơn giản là dùng vào cái chuyện dùng vào những cái incentive của token để họ có thể lấy nhiều data hơn từ user để có thể train những AI model tốt hơn. Thì có một project anh thấy ok, nó không phải là AI, nhưng mà anh thấy nó khá thú vị, tên là render. Thì đơn giản là người ta cho mượn những ai mà có máy tính, họ sẽ cho mượn compute power của họ để giúp render phim ảnh, ví dụ vậy. Tại vì nếu mà cái máy của mình có họ không đủ nhanh, thì anh ấy đó là ý tưởng anh thấy rất là thú vị. Và anh nghĩ là có thể tạo sự giao thoại, anh nghĩ là cái mà có điều là anh nghĩ sẽ cần và chưa đủ nhanh, chưa đủ gọi là ổn định để có thể xảy ra, mà cái trong tương lai mình sẽ có thể thấy chuyện đó. Tức là bây giờ thì mọi thứ nó vẫn đang ở cái giai đoạn là sơ khởi thôi, và những cái cải tiến thì trong tương lai thì nó rất là đáng chờ đợi, và rất là vui khi mà trong cái thị trường mà tạm gọi là tạm gọi là khá là ảm đạm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là nhiều builder họ vẫn làm rất là cần mẫn tinh chỉnh những thứ rất là nhỏ nhỏ thôi và dưới hạ tầng, và không ai thấy những thứ đó cả, thì rất là vui khi mà chúng ta vẫn nhìn thấy những sự phát triển đó. Và tập DeFi Discussion tuần này thì em nghĩ là nó mang lại rất là nhiều những cái góc nhìn thú vị cho các bạn này nghe podcast và cá nhân em nữa. Và em nghĩ là sau cái tập podcast này thì chắc chắn là em sẽ dành thời gian để gọi là tìm tòi về cái NFT và tìm những người bạn mới, và sẵn sàng gọi là ok, tôi sẽ khám phá cái tiềm năng của cái thứ này, thay vì là chỉ là những cái thứ mà nó hơi bâm đâm đó, thì chắc chắn là sẽ dành thời gian cho việc đó. Và cảm ơn anh Khoa rất nhiều, những cái chia sẻ thực sự là không phải là ở đâu cũng có thể nghe được, thì cảm ơn anh Khoa rất nhiều về những cái chia sẻ tâm đắc trong cái tập podcast tuần này. Và bây giờ sẽ là lời chào của anh Khoa gửi đến các bạn đang nghe ha. Rồi, cảm ơn em và cảm ơn các bạn đã nghe. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ hoặc là tiếp tục build trong thị trường này. Cảm ơn anh Khoa rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này, và hẹn gặp lại trong tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi, và chắc chắn sẽ có những nội dung liên quan đến NFT trong thời gian tới. Rồi, cảm ơn anh Khoa.